Baby bus. Những động sơ cứu. Đó là người bảo vệ sức khỏe. Có rất nhiều điều xảy ra ở đây mỗi ngày và mọi người cần bọn tớ giúp đỡ. Bây giờ chúng ta sẽ giải quyết vấn đề gì? Cơm chừng bay vào tay tôi và mắt tôi cũng khó chịu quá. Khi trên tay bạn có cát, cát sẽ dính vào mắt nếu bạn dụi mắt. Trượt lên để kéo mí mắt ra. Chà thuốc nhỏ mắt để rửa cát. Đừng dụi mắt nếu cát không chảy ra, đến gặp bác sĩ ngay lập tức. Côn trùng bay thích ánh sáng, hãy tìm và dẫn chúng ra ngoài ánh sáng. Làm rất tốt, lũ côn trùng bay đi hết rồi. Đừng dụi mắt hoặc ngoáy tai bằng tay. Được rồi, tôi sẽ ghi nhớ điều này. Cảm ơn người bảo vệ. Không có gì. Ngoáy tai nếu cảm thấy không thoải mái là đúng hay sai? Bạn đúng rồi. Như thế là không đúng rồi. Bạn thật tuyệt vời. Chúc mừng bạn đã giành được một huy hiệu. Gặp bác sĩ nếu có vấn đề về mắt có đúng không? Bạn đúng rồi. Làm như vậy là đúng đó. Bạn thật tuyệt. Chúc mừng bạn đã giành được một huy hiệu. Thường xuyên dụi mắt bằng tay thì có đúng không? Bạn đúng rồi. Như thế là không đúng rồi. Bạn thật tuyệt vời. Chúc mừng bạn đã giành được một huy hiệu. Bây giờ chúng ta sẽ giải quyết vấn đề gì? Bây giờ chúng ta sẽ giải quyết vấn đề gì? Tớ bị bỏng vì nước sôi, đau quá. Da bạn mẩn đỏ, sưng và không có mụn nước. Đây là vết bỏng nhẹ. Đừng lo lắng, người bảo vệ đang đến để sơ cứu. Rửa sạch vết bỏng bằng nước sạch trong ít nhất 10 phút để làm dịu vết thương. Nếu vết bỏng lớn, bạn có thể ngâm vết bỏng trong nước lạnh từ 10 đến 30 phút. Gà vô trùng. Thuốc mỡ trị bỏng. Tăm bông. Kéo. Thank you.
Bồi thuốc bỏng lên vết bỏng nhẹ để da phục hồi. Che vết thương bằng gạc vô trùng để bảo vệ, không nên quấn quá chặt. Chạm vào ấm có nước sôi sẽ nóng lắm đấy. Được rồi, lần sau tôi sẽ không bao giờ chạm vào ấm đun có nước sôi nữa. Cảm ơn người bảo vệ. Không có gì. Có nên gặp bác sĩ ngay sau khi bị bỏng nặng? Bạn đúng rồi, là như vậy là đúng đó. Bạn thật tuyệt vời, chúc mừng bạn đã giành được một huy hiệu. Chọc thủng vết phòng rộp bằng kim sau khi bị bỏng là đúng hay sai? Bạn đúng rồi, như thế là không đúng rồi. Khi vết phòng rộp bị thủng, tổn thương trên da có thể dễ gây nhiễm trùng. Bạn thật tuyệt, chúc mừng bạn đã giành được một huy hiệu. Tránh xa bếp ga vì nó rất nguy hiểm, có đúng không? Bạn đúng rồi, là như vậy là đúng đó. Bạn thật tuyệt vời, chúc mừng bạn đã giành được một huy hiệu. Bây giờ chúng ta sẽ giải quyết vấn đề gì? Nhiệm vụ hoàn thành, bây giờ hãy trả lời các câu hỏi. Chạm nhẹ vào động vật nhỏ khi chơi với chúng có đúng không? Chạm bạn đúng rồi, là như vậy là đúng đó. Dùng nước xà phòng để xả vết thương sau khi bị ong đốt có đúng không? Bạn đúng rồi, là như vậy là đúng đó. Giấu mẹ bị chó cắn có đúng không? Bạn đúng rồi, như thế là không đúng rồi. Đối xử thô lỗ với động vật là đúng hay sai? Bạn đúng rồi, như thế là không đúng rồi. Đến bệnh viện tiêm vaccine phòng bệnh dại ngay sau khi bị động vật cắn có đúng không? Bạn đúng rồi, là như vậy là đúng đó. Đánh trả lại sau khi bị động vật cắn có đúng không? Bạn đúng rồi, như thế là không đúng rồi. Đẹp bàn chân sau khi bong gân thì có đúng không? Bạn đúng rồi, là như vậy là đúng đó. Tiếp tục chạy ngay cả khi mắt cá chân bị bong gân có đúng không? Bạn đúng rồi, như thế là không đúng rồi. Nên hành xử tốt và không đuổi nhau khi đi cầu thang, đúng, bạn đúng rồi, là như vậy là đúng đó. Có được ngồi trên tay vịn cầu thang không? Bạn đúng rồi, như thế là không đúng rồi. Có đúng là ngâm chân trong nước nóng để giảm sưng ngay sau khi bị bong gân không? Bạn đúng rồi, như thế là không đúng rồi.